tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký và ban hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định số 1789 QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định số 1777 QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định số 1785 QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định số 1788 QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định số 1779 QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự Cục Cảnh sát biển Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.